Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính cho ngày hôm nay. Mourinho sẵn sàng thay thế Ten Hag cứu MU. MU chốt hai tân binh San Ivantoni Ten Hag đồng ý để Sancho trở lại MU. Và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mourinho sẵn sàng thay thế Ten Hag cứu MU. Theo Manchester Evening News, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Man United một lần nữa khi chia tay đội bóng này vào tháng 12 năm 2018. Theo nguồn tin trên, Mourinho rất muốn có cơ hội thứ hai tại Old Trafford và có mối quan hệ tốt với chủ sở hữu mới của câu lạc bộ, Sir Jim Ratcliffe. Nhưng điều đó có thể chưa đủ để mang lại cho huấn luyện viên này một công việc mới sau khi bị AS Roma sa thải vào tháng riêng. Manchester Evening News cho biết thêm rằng Mourinho đang mong đợi một cách tiếp cận từ Manchester United, nhưng có vẻ những người đứng đầu tại Old Trafford không muốn tái bổ nhiệm huấn luyện viên 61 tuổi ở giai đoạn này. Người đặc biệt đã giành được League và Carabao Cup trong lần đầu tiên tiếp quản Manchester United cùng vị trí thứ hai tại ngoại hạng Anh nhưng cuối cùng đã bị sát thải khi khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2018-2019. MU chốt hai tân binh San Ivan Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United có kế hoạch củng cố lại hồng phòng ngự trong phiên chợ hè tới với những mục tiêu hàng đầu là trung vệ và một hậu vệ cánh trái. Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà báo người Ý viết: Manchester United vẫn chưa quyết định về việc mục tiêu hàng đầu của họ là ai, nhưng họ đã có ý tưởng về những cầu thủ mình muốn ký hợp đồng. Giả sử tôi có thể nhận thấy Man United sẽ cố gắng mang về ít nhất một trung vệ cũng như có thể là hai. Điều đó phụ thuộc vào cơ hội mà họ có, họ về trái là một vị trí khác mà Man United muốn cải thiện. Đơn giản vì họ đã gặp quá nhiều chấn thương ở vị trí đó trong mùa giải này. Bên cạnh đó, Manchester United được cho đang một kỳ hợp đồng với tiền đạo Ivan Toni của Brentford ở mùa hè này như một phần trong kế hoạch cải tổ phòng thay đồ của Sir Jim Ratcliffe. Ivan Toni đã được liên hệ chặt chẽ với một bộ chuyển nhượng vào mùa hè này với nhiều câu lạc bộ bao gồm cả Arsenal và Chelsea. Cầu thủ 28 tuổi được đánh giá là tiền đạo hàng đầu ở ngoại Anh và MU sẽ quyết tâm có được chữ ký của anh dưới sự chỉ đạo của Sir Jim Ratcliffe. Ten Hag đồng ý để Sancho trở lại MU. Hồi tháng 1 năm nay, MU đồng ý cho Dortmund mượn Sancho sau khi cầu thủ này bất hòa với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Kể từ khi tái hợp Dortmund, anh tỏa sáng và ghi dấu ấn đậm nét. Theo một số nguồn tin, tiền vệ người Anh không muốn trở lại MU dù vẫn còn 2 năm hợp đồng. Dortmund cũng đang lên phương án đàm phán nhằm thuyết phục Quỷ Đỏ để có thể sở hữu Sancho với mức giá hợp lý nhất. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra trong một cuộc họp báo mới nhất, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã xác nhận MU vẫn theo dõi sát sao tình hình của Sancho và đang cố gắng thuyết phục cầu thủ này trở lại đội bóng ở mùa giải sau. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao vấn đề này. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi những trận đấu của Sancho và cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Vấn đề nằm ở chỗ mối quan hệ căng thẳng giữa Sancho và huấn luyện viên Erik Ten Hag. Kinh điểm là việc ông thầy Hà loại Sancho khỏi đội hình MU trong trận đấu với Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái với lý do thái độ tập luyện không tốt. Cầu thủ người Anh cũng chẳng phải tay vừa khi gọi Ten Hag là kẻ nói dối và từ chối xin lỗi huấn luyện viên. Hành động này khiến cho Sancho nhận án treo giò nội bộ trong suốt nửa đầu của mùa giải trước khi bị đẩy sang Dortmund. Nhưng khi chứng kiến Sancho thăng hoa còn Anthony nút tỏ nút mở, Rashford thể thiếu ổn định đến khó tin. Ban lãnh đạo MU chắc chắn sẽ buộc Ten Hag phải xử lý thật tốt vụ việc này để thuyết phục được tiền vệ người Anh quỷ đỏ hay nói cho đúng là Ten Hag cần phải có sự thay đổi lớn bởi nếu Sancho trở lại mà vẫn như cũ cầu thủ này sẽ thi đấu như kẻ mất hồn tại sân vận động Old Trafford. Ten Hag tiết lộ ba tiêu chí tuyển mộ cầu thủ của MU Kỳ chuyển nhượng mùa hè tới dự kiến sẽ diễn ra vô cùng bận rộn tại sân vận động Old Trafford sau khi Man United trải qua một loạt chiến dịch 2023-2024 đầy thất vọng. Đoàn quân của Erik ten Hag dù đã nọt đến trận chung kết FA Cup nhưng việc không thể giành một suất tham dự C1 mùa sau chắc chắn sẽ khiến đồng chủ sở hữu câu lạc bộ Sir Jim Ratcliffe không hài lòng. Truyền thông Anh thời gian qua khẳng định chủ tịch tập đoàn Ineos đã lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ đội hình toàn diện vào mùa hè tới những cầu thủ đã lớn tuổi cũng không còn duy trì được phong độ cao sẽ phải ra đi ngược lại quỷ đỏ sẽ tập trung tăng cường đội hình ở một số vị trí quan trọng như trung phong trung vệ hậu vệ cánh hay tiền vệ trung tâm số 8. ngoài vấn đề chuyên môn man utd cũng sẽ dành sự quan tâm lớn đến, đến thái độ thi đấu của tân binh trong tương lai theo những chia sẻ từ chính huấn luyện viên eric ten hag ten hag nói trên the Miros, chúng tôi muốn những cầu thủ khát khao chiến thắng tâm lý thi đấu vững vàng cũng như có trách nhiệm lớn trong đội hình ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất chúng tôi dường như không cải thiện được điểm yếu Chúng tôi từng chi mộ Gudet Hot và Marcel Sabitzer, đó là hai chữ ký chất lượng, luật công bằng tài chính khiến chúng tôi không thể chi tiêu nhiều, nhưng câu lạc bộ sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới. Ten Hag nhận xét về mùa giải đầu tiên của Ramuth Højlund cho MU. Erik ten Hag nhìn chung hài lòng về những gì Højlund thể hiện trong thời gian qua, ông tin rằng cậu trò sẽ còn tiến bộ hơn nữa để vươn tầm trở thành một tiền đạo đẳng cấp. Ten Hag cho biết, mùa hè năm ngoái, chúng tôi chi mộ Højlund, tôi nghĩ đây là một tiền đạo trẻ tiềm năng hàng đầu thế giới. Chúng tôi tới giờ rất hài lòng về những gì cậu ấy đã thể hiện. Cậu ấy đã thể hiện những phẩm chất của mình bằng những bàn thắng. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi và chứng minh mình là một tuyển đạo đẳng cấp. Hoanun đã có những thời điểm bùng nổ, đáng tiếc khi cậu ấy gặp những chấn thương và những vấn đề liên quan tới thể chất. Đây là chuyện bình thường với một cầu thủ trẻ, nhưng đáng tiếc điều này lại ảnh hưởng tới những kết quả của chúng tôi. David Beckham ủng hộ trình độ của Ten Hag, nhắc nhở luôn cầu thủ MU. Nói chuyện với Tau Sport tại buổi ra mắt phim 99, một bộ phim tài liệu mới trên Amazon về thành công của cú ăn ba MU. Beckham nói. Thành thật mà nói, chúng ta luôn hy vọng rằng người quản lý của câu lạc bộ này không phải làm gì nhiều. Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ để trở thành một cầu thủ của Manchester United và khi chơi trong những trận đấu lớn này, bạn nên có động lực. Nếu không phải vậy thì bạn đã vào sai đội và chơi sai môn thể thao. Chúng tôi đã tham gia mọi trận đấu, cho dù đó là trận đấu ở cúp trẻ, trận giao hữu, trận đấu của mùa giải hay trận chung kết cúp châu Âu cùng với một tâm lý và động lực. Đó là điều bạn mong đợi ở bất kỳ đội bóng và bất kỳ cầu thủ nào của Manchester United có thể thấy Beckham đang nhấn mạnh cho các cầu thủ màu u biết rằng giá trị truyền thống của câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử nước Anh khi khoác lên mình chiếc áo quân quỷ đỏ đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải chiến đấu về chiếc logo trên ngực áo của đội bóng mà không cần lý do. Mặc dù màu u có một mùa giải khó khăn nhưng Beckham vẫn tỏ ra tin tưởng vào tài năng của Eric ten Hag. Ông nói: "Tất cả chúng ta đều biết rằng Eric là một người quản lý có trình độ, một người quản lý giỏi và anh ấy có những động cơ đúng đắn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã may mắn vào thời đó có Sir Alex Ferguson, chúng tôi may mắn khi có Eric Harrison, Jim Ryan và Andy Stick" cùng tất cả những nhà quản lý tuyệt vời này. Mùa giải này, Ten Hag đã có nhiều quyết định cứng rắn đối với các cầu thủ, điển hình nhất là vụ việc Sancho bị đình chỉ thi đấu về những phát ngôn không chuẩn mực. Có thể hiểu rằng Beckham đang ủng hộ những quyết định này của chiến lược gia người Hà Lan, một trong những đội bóng mà MU không cho phép cầu thủ nào lớn hơn đội bóng. Casemiro sắp gia nhập Anad Theo Football Transfer, giới chủ của Man United đang cảm thấy chán ngấy về trường hợp của Casemiro và đang muốn bán nhanh cầu thủ người Brazil để được giá. Với phong độ tổn giảm nghiêm trọng cùng những chấn thương đã khiến mùa giải tệ hại của Casemiro trở nên thảm hại cũng theo nguồn tin trên, câu lạc bộ Anad của Ronaldo là cái tên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của cựu sao Real Madrid. Được biết, mức giá trên 30 triệu bảng sẽ là điều kiện để quỷ Đỏ gật đầu. Gary Neville không tin MU sẽ bổ nhiệm Sean Mới đây, Gary Neville đã kêu gọi Manchester United không bổ nhiệm huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate làm người kế nhiệm cho Erik ten Hag. Neville nói trên podcast The Football, "Tôi đã đi đến kết luận rằng việc bổ nhiệm Gareth Southgate không thể xảy ra." Manchester United không thể nào đợi đến giữa tháng 7 khi mùa giải đã bắt đầu. Có vẻ như họ không biết mình đang làm gì và không đời nào Gareth Southgate có thể quyết định điều đó trước một giải đấu lớn như Euro. Mason Greenwood tiếp tục làm đánh nhanh thuê mùa tới. Mason Greenwood đã có 32 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này cho Getafe, ghi 10 bàn và cung cấp 6 đường kiến tạo, trong đó có 8 bàn ở Liga. The Analytics đưa tin rằng các cuộc thảo luận về việc tiền đạo này sẽ tiếp tục ở lại đội bóng Tây Ban Nha trong năm thứ hai đang được tiến hành. Getafe khó có thể ký hợp đồng mua đứt Mason Greenwood và Man United cũng không muốn bán nhưng dự kiến sẽ xem xét một thương vụ cho mượn khác nếu họ không thể đảm bảo một khoản phí chấp nhận được. Hợp đồng hiện tại của Mason Greenwood với MU sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025 và bao gồm tùy chọn gia hạn thêm một năm có thể được kích hoạt nếu ban lãnh đạo đội bóng quyết định làm như vậy. Một động thái cho mượn khác cho cầu thủ 22 tuổi nhiều khả năng sẽ được MU kích hoạt thay vì có nguy cơ mất trắng khi kết thúc hợp đồng hiện tại. Khả năng Mason Greenwood tái hòa nhập đội hình chính của Man United trong mùa giải này cũng không bị loại trừ. Đội ngũ lãnh đạo bóng đá mới của Quỷ Đỏ đã được đại tu trong những tháng gần đây dưới sự giám sát của người đồng chủ sở hữu mới trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ, từ khi xác nhận quyền sở hữu tối thiểu của đội bóng, thì phú sergić đã không loại trừ khả năng tạo cơ hội cho mason Greenwood. lúc này mason Greenwood cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu âu như barca, anantricomandit hay juventus tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ lời đề nghị chính thức nào được đưa ra dành cho cầu thủ người anh cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại